Xuất khẩu rau quả đạt 1 tỷ đô trong một tháng là bao nhiêu tiền Việt ta? 1 triệu đô tỷ giá hôm nay là 23 tỷ 500 triệu, 1 tỷ đô là 235 tỷ Việt Nam đồng. Ác chiến ngon lành quá các bác nhỉ. Đây là số liệu thống kê của Hiệp hội Rau quả Việt Nam sau khi trích xuất dữ liệu từ Hải quan Việt Nam nhé. Con số kỷ lục luôn, chưa từng có trong lịch sử hơn 30 năm ngành hàng này tham gia vào thị trường xuất khẩu. Mà đây mới chỉ là tính đến ngày 20 tháng 6 này thôi ấy. Còn tính từ đầu năm đến giờ thì xuất khẩu nhóm hàng này giúp Việt Nam mình thu về 2,75 tỷ đô. Tăng hơn rất nhiều so với những năm trước đây ấy. Kết quả này nó càng khẳng định cái tiềm năng của nông nghiệp, nông sản Việt Nam mình, phải không các bác? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, như em đã phân tích rất nhiều ở các cái nội dung trước ấy, thì hiện tại thị trường tiêu thụ nông sản Việt Nam mình trên thế giới rất là nhiều, cửa rất là lớn, nhưng hàng mà đạt để đi thì không nhiều. Họ cần đấy nhưng mà ngày càng đòi hỏi cao hơn, tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hơn. Hồi giờ có anh Trung Quốc là dễ dãi hơn chút thì giờ cũng đã đưa ra các cái tiêu chuẩn ngang ngửa với các cái thị trường khó tính rồi. Và hiện tại thì những cái mặt hàng nông sản nào đạt chuẩn là đi hết, ế ẩm giải cứu chỉ có hàng giạt hàng không đạt thôi. Còn bây giờ bà con mình làm sản xuất thì cứ hỏi là trồng cây gì nuôi con gì thì theo các bác có khó tìm ra không? Chúng ta cứ thử nhìn vào các cái mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu được không? Thì có cây con gì xa xôi độc lạ đâu, toàn những mặt hàng cơ bản thôi đúng không? Thì cái vấn đề chính ở đây là do ta làm nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm, sản phẩm làm ra nó không có đạt đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về chất lượng. Và quan trọng hơn là cái tính đều đặn về số lượng của đơn hàng. Em nói thật chứ, gặp 10 ông đi bán hay các anh chị làm xuất nhập khẩu thì 10 ông bảo là bán đâu khó, chỉ khó là không có nguồn hàng. Trong khi nông dân mình thì cứ tối ngày là sợ không có đầu ra. Thì trong các cái nội dung sắp tới em sẽ cố gắng chia sẻ từng vấn đề một, những cái từ thực tế làm hàng đầu mối, rồi làm việc với các bên xuất khẩu, rồi hợp tác xã hay bà con nông dân mình. Thì hy vọng được cùng các bác mình thảo luận kết nối nhé.